Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiện của chị Thủy ha. Địa chỉ ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay vườn của chị Thủy lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống mai ghép giống siêu bông mình lại ha, phân tặng không. Thì cô chú anh chị mình sưu tầm về mình cho Tết năm 2025 luôn cô chú anh chị ha. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi em chào chị Thủy ơi. Dạ, hôm nay đến với kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Hôm nay đến với kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai tàn trung trung nè, để mình về chơi Tết năm 2025 đồ là rất ok nha. Rồi. Cái hàng này thì chưa không có già lắm nhưng mà chơi Tết rất ok rồi, nụ kim đồ quá trời luôn. Đầu clip hôm nay thì em vào luôn là mã số 10 nha. Mã số 10 là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Đó. Đây, cái tàn rất là ok. Cây quá đẹp luôn ha. Nói chung là tàn này, nút nụ này là mình chơi cây này là nụ tổ đặt là bông nhiều. Rồi. Nụ non lên khá là nhiều luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn ha. Đây mã số hả? Mã số 10. Rồi, mã số 10 nha cô chú anh chị ha. Hoành thân là 21,5, em tính 21 nha. Rồi. Chiều cao là 88. Tán ngang là 85. Rồi. Rồi cây này em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 800 ngàn, em bao phí ship nha. Rồi 800 ha. Rồi. Mà đổi cây luôn nha chị. Cây mã số. Tiếp theo mã số 11 nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, mã số 11 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn, ở một cây siêu bông Bình Lợi nữa nha. Rồi. Nó cây quá đẹp luôn cô chú anh chị. Nói chung là hàng Bình Lợi thì nó tổ một lần là một cái bông, nó một bông là lên một đùm luôn. Rồi. Nên mấy hàng này là về mình để bàn trổ bông đẹp lắm luôn. Hoành cây này là được 22,5, em tính 22 nha. Rồi. Chiều cao là 74. Tán ngang là 68. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 700 thôi nha. Rồi đổi cây luôn ha. Cây mã số. Tiếp theo mã số 12 cũng là một cây siêu bông Bình Lợi nữa nha cả nhà. Cây này cũ nở luôn cô chú anh chị ha. Đó, cây này thì cũ nở ha. Tuy tàn nó nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh nhưng mà rất là nhiều nút nụ nha. Cái này cây đang đi một cây đọt ha, mình bấm thì nói chung là hàng Bình Lợi mà. Nó dễ lắm cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn ha. Nút nụ lên rất là nhiều rồi cô chú anh chị ha. Hoành thân được 21 ạ. Rồi, nguyên cái cũ nè. Chiều cao là 74 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Rồi. Rồi, cái này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ là 550 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Mã số. Tiếp theo mã số 13. Rồi. 13 đây cũng là một cây siêu bông Bình Lợi nữa nha cô chú anh chị em mình. Rồi. Nốt nụ quá trời quá đất luôn cô chú anh chị ha. Hàng này giờ nó đi đọt quá trời luôn. Thì giờ mình bấm đọt thì nói chung là Bình Lợi nó mau làm nụ lắm cô chú, mình cứ yên tâm. Nụ lên nhiều rồi. Nó sẽ ra cây đọt này thì nó già, nó sẽ thêm một khúc bông, khúc nụ nữa nha. Rồi. Thông số giùm em ha. Hoành thân được 14 ạ. Rồi. Chiều cao là 68 ạ. Rồi. Tán ngang là 69 ạ. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 600 ngàn, em bao cái ship nha. Rồi đổi cây luôn ha. Cây mã số. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 14 nha cô chú anh chị. Rồi. Đó 14 là một cây siêu bông Bình Lợi nữa nha. Rồi. Đó. Này nốt nụ rồi lên ok lắm cô chú anh chị. Cây này thì cô chú anh chị em nào thích tầm á, với một cái không gian trước cửa mình làm cái bồn mình trồng á. Rồi. Thì cây này chi cành rất là đều hen mà nó thoát thân cũng hơi cao cao được tí xíu mà. Tàn thông nó ha. Thoát thân nó là được là 20 nha. Rồi. Không đâu hoành. Ủa quên á. Rồi. Hoành thân là mình được 15. Chiều cao là mình 95. Tán ngang là mình 70. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ là 570 ngàn thôi nha. Rồi 570 ha. Rồi. Cây mã số. Tiếp theo mã số 15. Rồi. 15 cũng là một cây siêu bông Bình Lợi nữa nha cả nhà mình ơi. Tàn quá đẹp. Cây quá trời xuất sắc luôn cả nhà. Nút nụ khá là ok luôn. Cây thì đang đi đọt quá chừng luôn mà nút nụ thì em bao nút nụ nha. Rồi. Thông số nữa gì? Hoành điểm tại điểm này là được 20. Rồi. Chiều cao là 84. Tán ngang là 76. Rồi.
Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 700 thôi nha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi. Cây mã số. Tiếp theo là mã số 16 nha cô chú chị em mình. Rồi. Đó. Mã số 16 cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn nha cả nhà. Nốt nụ nè. Hoành Này thân bao là chưa tết 13. ha. Dáng trực tràng thông. Chiều cao 79. Tán ngang 70. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 550 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Cây mã số. Tiếp theo mã số 17 nha cả nhà. Rồi. Nó 17 cũng là một cây siêu bông mình lợi nha. Cây này thì thôi cái củ đế tàn quá với củ trời. Đế quá trời luôn cô chú anh chị ha. Củ nè. Quá trời cái củ luôn ha. Tàn nè. Nốt nụ đồ ngon lành nha cô chú anh chị. Rồi Cái thông bộ số. củ với này là dữ lắm, mình khai thác lên là dữ lắm nha. Rồi thông số Cái này nhìn. là em không có khai thác gì hết á. Hoành tại điểm này là được 21 nha. Rồi. Nè, mình xích xuống cái củ này là mình được là 30, 30 nè. Rồi. Hoành chiều cao là mình được 80. Tán ngang mình 70. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 800 thôi nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi. Cây mã số Tiếp 19. theo mã số là 18. 18. Tiếp theo mã số 18 cũng là một cây siêu bông mình lợi nữa nha cô chú anh chị. Cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Này là nói chung là tuy cái hàng này thì nó còn Nút nụ. non mùa nhưng mà em bao nút nụ luôn đó cô chú anh chị, nụ Nụ nhiều lên. lắm luôn nha. Ok lắm rồi cô chú anh chị ha. Hàng này thì cho tới thoải mái ha. Hoành thân tại điểm này là được 23 rưỡi, em tính 23 nha. Rồi. Chiều cao là 78 nha. Rồi. Tán ngang là 70. Rồi. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 750 thôi nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi. Cây mã số Tiếp 19. theo mã số 19. Đó. Trời ơi 19 cái cây này quá xuất sắc luôn. Rồi. Cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Tàn đẹp lắm nha cô chú anh chị ha. Tàn kẹo mà nút quá trời luôn nè. Nút nụ quá xá luôn. Quá Rồi, trời thông nút số luôn nụ ha. luôn. Hoành thân được 20. Rồi. Chiều cao là 69. Tán ngang là 79. Rồi. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 800 ngàn nha. Rồi 800 800 ngàn nha. Là em bao phí ship nha. À, tới nhà cho mình. Rồi đây là một cây cuối clip của em hôm nay nha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được cây nào thì ủng hộ giúp giờ ha. Thì em rất là cảm ơn nhiều nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.